Thành phố Long Xuyên vừa tiếp nhận 1.500 phần quà do tập đoàn Sao Mai hỗ trợ công tác an sinh xã hội Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Long Xuyên cho biết, năm qua mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng cái sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành sẻ chia của quý công ty, doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài địa phương, trong đó có sự chung tay đóng góp của tập đoàn Sao Mai, đã góp phần giúp đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Long Xuyên vượt qua giai đoạn khó khăn của đại dịch COVID-19, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố Long Xuyên vẫn còn 146 hộ nghèo, 1.901 hộ cận nghèo và nhiều hộ khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 cần được tiếp tục chăm lo. Do đó, sự hỗ trợ kịp thời của tập đoàn Sao Mai sẽ giúp thành phố có thêm nguồn lực chăm lo tốt cho hộ nghèo, hộ khó khăn, để mọi người, mọi nhà đều hưởng một mùa xuân mới sung túc, đầy đủ, ấm áp, nghĩa tình.